Chào các bác và anh em Zika, chúng em đang có mặt ở Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên. Đường xá hôm nay rất tắc, cảnh sát giao thông ra để hỗ trợ bà con. Và trong hành trình hôm nay chúng em đi lắp cho gia đình nhà chú Sùng giàn âm thanh rất tuyệt vời. Sáng nay chú và một số anh em đã đến trực tiếp tại Zika Audio trải nghiệm và cuối cùng chúng đã chốt về bộ giàn. Và bộ giàn của chú như thế nào và chất âm ra làm sao thì xin mời các bác và anh em cùng với anh em Zika chúng em vào tìm hiểu không gian tham quan nhà chú Sùng. Sau đó các bác sẽ được thưởng thức cái chất nhạc của bộ giàn ngày hôm nay. Và các bác và anh em bác nào đang tìm kiếm những bộ giàn âm thanh là các bác. Ngày hôm nay thì đội ngũ của Zika sẽ xuống nhà chú Sùng ạ, ở chỉ đạo Văn Lâm Hưng Yên sẽ lắp cho chú một cái cấu hình C12. Và trong cái cấu hình này thì đội ngũ bên em sẽ có kỹ thuật trưởng là Mr. Thọ. Kỹ thuật trưởng tiếp theo là Mr. Văn và cuối cùng là em là người dẫn chương trình trong cái cấu hình ngày hôm nay. Thì rất là mong các bác ấy đồng hành cùng với Zika trên những cái cung đường mà bên em đi lắp đặt. Và hy vọng những cái cấu hình này sẽ làm các bác hài lòng về chất âm và hài lòng về tất cả những cái cung cách phục vụ của Zika Audio các bác nhé. Trước mặt em đây đấy là chú Sùng ạ. Chú vì là đường tắc quá thế nên là chú có đi ra dẫn Zika đi cái lối tắt để về nhà một cách nhanh nhất vì chú cũng đang rất là nóng ruột. Nhưng mà do cái Google Maps chỉ đường nên là tắc quá. Thế nên là hiện tại bây giờ như các bác thấy không ạ, chú Sùng đang dẫn ở đằng trước và Zika sẽ nối tiếp chú và sẽ đến nhà chú thì mời các bác cùng trải nghiệm trực tiếp cái cấu hình dàn C12 trên không gian của nhà chú nhé. Và đường vào nhà chú ấy, nó kiểu như là nó hơi, nó không phải là hơi gập ghềnh mà nó rất gập ghềnh đấy nhá. Em nhìn thấy không? Đấy, chú đi chú phải tránh, mình mà đi thì mình cũng phải uốn éo, rất là uốn éo. Nhưng mà thôi cũng may, dù sao là mình cũng đến nhà chú theo như cái dự định. Chứ còn nếu không đi theo cái đường kia mà chúng ta phải chờ tắc đường, bao giờ mới hết tắc đường. Việt Nam thì luôn luôn có một cái đặc sản đấy là tắc đường. Chúng ta đây, chú Sùng, chú rất là nhiệt tình nhá. Khi mà thấy Zika nói tắc đường cái là chú phải tìm một cái con đường ngắn nhất để chú ra chú đón Zika. Và chú đang luôn luôn đi ở đằng trước để dẫn đường, rất là nhiệt tình. Sáng nay thì có ba chú lên cùng với chú Sùng khi mà lựa chọn này cấu hình C12. Sáng nay chú lên Zika chú vui tính lắm và rất là vui và đã theo dõi Zika rất là lâu rồi. Và cái cung đường hành trình này hy vọng là sẽ mang lại cho các bác rất là nhiều niềm vui khi trải nghiệm những cái cấu hình Zika Audio lắp đặt và sẽ lấy được rất là nhiều cái cảm xúc khi mà các bác trải nghiệm. Gần nhà ra ngõ từ đấy về đây chỉ mấy trăm mét thôi. Đi đây ra chỗ đấy chỉ mấy trăm mét thôi. Vì không biết đường và đi theo cái Google Maps thế nên là bị hơi bị xa và chờ đây, lâu. Từ đây ra đường tàu mấy trăm mét thôi. Vâng. Hết lái đi em. Vâng. Thế nhà mới đây hả chú? Vâng. Dạ vâng, theo chân của Zika cùng đi vào nhà của chú Sùng ạ. Ui. Ui đẹp quá. Không gian rất là trong lành. Đẹp quá chú ạ. Thế là mình lắp ở chỗ nào nhỉ chú nhỉ? Vâng, ở trên này đúng không ạ? Vâng ạ. À vâng ạ. Vâng. Này, ý chú nói là cái khoảng cách này này bên cái này ra cho tivi xuống thế này. Vâng. Không để cái một loa lên. Vâng. Vâng. Còn cái trầm. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng.
Cái là có nghĩa là ý chú vẫn là để hai loa ở hai bên đúng không? Hai loa hai bên. Vâng. Thì bây giờ chú sắp cho cháu một cái ổ ạ. Một cái ổ ở đằng sau này có ổ không chú? Không, lấy cái ổ. Cho cháu một cái ổ có hai ổ đi ạ. Cháu xin. Vâng ạ. Nhà kia nhà của thằng con trai nữa. Vâng, đẹp nhà chú nhỉ. Không gian ở dưới này nó trong lành mà thật sự rất thích luôn ý. Vâng, nó rất là sạch đấy. Đây ạ. Ngôi nhà này chú xây phải đến 20 năm không? Xuyên 20 năm. 20 năm, vì cái phong cách này là ngày xưa nhà cháu cũng cũng định hình là xây cái phong cách này. Ngày xưa xây ngày được xưa như này xây là... Thì muốn thiết kế. Vâng, đúng mình rồi. Mình cứ vào tọa lên, xong rồi đi chụp hình, chụp ảnh các nơi về là... Kiểu như... Mày mò làm lấy đi. Vâng. Nhưng mà ngày xưa mà không có thiết kế mà xây mà kiểu như là căn chuẩn như thế này là cũng rất là thợ là phải giỏi. Đẹp. Thế còn thằng con trai lớn là chú thì nó làm nhà bên này. Đẹp. Cháu nhìn thấy mới, chắc là nhà mới, này mới hoàn thiện. Mới hoàn thiện. Đẹp nhỉ. Đấy thì thông thường là vâng mà các chú ạ, mà thông thường thì các chú mua ở công ty bên cháu ấy bao giờ cũng theo dõi theo cái hành trình xem là nó như thế nào thì phản hồi ra sao thì các chú cũng sẽ biết được cái phần nào đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là thật sự ra ấy, sản phẩm là các chú mua ở đâu cũng được. Mình mua để mua cái dịch vụ mà sau cái phần bán hàng, ví dụ như là trong cái quá trình mà mình sử dụng cũng có thể là do sản phẩm, do thiết bị, do người dùng. Thì đến lúc đấy thì là bên cháu sẽ có cái nhân sự để hỗ trợ chú. Đầu tiên nếu như mà có những cái ví dụ như mình bấm nhầm mà chuyển chế độ thì cháu sẽ hỗ trợ online. Khi mà online mà các chú không khắc phục được nữa thì đến lúc đấy công ty cháu sẽ cử một bạn kỹ thuật về hỗ trợ tận tình cho chú luôn. Đấy, cái đấy cũng là cái quyền lợi khi mà chú các chú mua hàng. Đấy, đó. Quyền lợi mua hàng cũng đi. Đúng rồi, mình phải có quyền lợi. Thế. Mình phải đòi hỏi, cái đấy là mình đúng, mình được nhận mà. Thế nên là cái việc đấy mới là cái quan trọng, còn hàng hóa thì chỗ nào hầu như nó cũng có. Đấy, cái thì quan trọng là không tôi cũng quan trọng, bấm nhầm tôi sẽ có người. Không, vâng. Hướng dẫn là có trẻ con nó bấm lại thì được ngay. Vâng, đấy, có nghĩa là không hiểu cũng vậy. Không có nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều nhiều cái trường hợp nó xảy ra, ví dụ như là khi mà trong quá trình mà thao tác mà vô tình mình cầm cái điều khiển này nó sai chế độ. Đấy thì cháu sẽ hướng dẫn qua là online trước. Mà trong trường hợp mà chú không khắc phục được, lúc đấy sẽ có người của công ty. Đấy. Thì nó sẽ là cái quy trình như thế, chứ không phải là trong cái quá trình mình sử dụng bán xong là xong. Còn sản phẩm thì mình khẳng định là được rồi đúng không? Vâng. Khi dùng có trục trặc đúng không? Thì vâng. Có kỹ thuật của công ty về cái có chứ, phải có chứ chú. Trong bảo hành là miễn phí đúng không? Ngoài bảo hành thì tính phí. Đúng rồi, có à, nghĩa là trong bảo hành ý, thì là các chú sẽ được bảo hành 1 năm, thoải mái đi. Tôi bởi hoa lá đi. Còn ngoài 1 năm đấy là bên cháu sẽ có chế độ là bảo trì. Còn ví dụ như là nếu như mà ngoài 1 năm đấy mà linh kiện vật tư thì công ty thì không thể sản xuất được ra. Mà phải đi nhập về của hãng thì lúc đấy là như thế nào đấy thì chú cháu mình cũng trao đổi. Công ty sẽ vẫn hỗ trợ. Cái này thì nó cũng sẽ là một cái mà để cho các chú quan tâm. Yên tâm hơn. Vâng, yên tâm. Yên công ty tâm. Ông Thành nhiều công ty lắm. Đúng. Tôi công ty đầy này. Vâng. Mà chúng ta mua thì không thiếu thì không mua. Vâng. Không mua.
Thế nhưng mua chỗ nào nó có uy tín cơ, như là nhiệt tình thì dân tình người ta mới có lòng tin. Đúng rồi ạ. Đấy. Vâng. Cho nên là ở đâu cũng thế rồi, bán hàng vâng. Thì chúng tôi mua bán nhiều. Vâng. Các mặt hàng chứ không phải là bây giờ mới ấy đâu, thế nhưng mà đấy là cái tâm lý của người tiêu dùng. Chỉ vâng. Họ hành hung đi cẩn thận tốt vâng. Thì sẽ được đông khách và người ta vâng. Sẽ giới thiệu. Vâng. Còn nếu không chỉ gặp nhau một lần nữa, đúng. Nếu có lừa một lần thì... đúng rồi, tâm lý ai cũng như thế, kể cả bản thân cháu đi mua hàng cũng thế, nhà mình cũng vậy, đúng không? Đúng rồi. Cái tôi gì lấy đấy. Lấy tâm lý từ nhà mình ra. Nói chung là các chú mà cứ lựa chọn công ty cháu là về mặt đầu tiên là thấy là thứ nhất là nhiệt tình, cái thứ hai nữa rằng là khi mà trong cái quá trình sử dụng ấy, các chú cứ liên hệ 247 lấy bên cháu lúc nào có người hỗ trợ. Đấy, đầu tiên là về mặt tâm lý là mình đã thoải mái rồi. Còn khi mà xảy ra sự cố thì đến lúc đấy là bên cháu sẽ tùy vào cái tình hình thực tế nó như thế nào để khắc phục cho chú. Có thể là ngay khắc phục, là ví dụ đang hát mà nó sai chế độ thì ok khắc phục luôn. Còn vấn đề là trong cái quá trình nó sai, nó lệch về tần số thì lúc đấy cần kỹ thuật, có kỹ thuật. Nên là cứ hoàn toàn yên tâm. Chờ, không người dân mình đa số nhà đã có bộ rồi. Vâng. Ông sắm là hơi muộn. Vâng. Nhà nào là sắm hết rồi. Nhu cầu thực tế là có. Vấn đề là đôi khi là ví dụ như là có những sinh nhật, tiệc con giải cháu trí. Giải trí tại gia. Là tình nhân có duyên mà không phận, nên chỉ là tình nhân. Dù rằng trong tình yêu ai biết ai dài vờ, ai biết chẳng chứ ngờ, thôi thì cứ ơ thơ để người đời làm ngơ. Mình là tình nhân biết yêu là nông nỗi, nên chấp nhận vậy thôi. Bởi vì sâu ở trong tim ta chẳng đi cùng đường, như chuyến xe cuộc đời ta bước chung một thời, khi hết tình ta cũng lạc trôi. Gọi mùa thu tới.
buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sau, lắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Gọi là cho tóc em cài loài hoa trắng rơi, lăng đưa em về áo em bây giờ mờ xa léo mây. Gọi tên em mãi suốt cơn mê thôi nó chỉ không. Có tầm này thôi, các bạn hát thôi, chỉ có ai tầm này thì chưa thua gì to tầm này, chú vừa hát chỉ có 30% thôi, nhưng ý nó nhiều khi là ví dụ như sắp thu rồi liên hoan là nó ra sắp này chẳng hạn, tôi dần lên là tầm này như đường tiến này nó thì hát là đấy, không phải là nếu mà chú thấy cái đường tiến này nó ok rồi thì cứ để cái ngưỡng tần số này nó ok, không phải nếu mà to hơn to hơn gì nữa thôi. Khi nào mà tùy biến thì lúc đấy tính tiếp, cháu sẽ hỗ trợ lo gì. To quá rồi đấy, dễ cháy. Thì con tớ biết rồi. Cái gì nó có thế? Cứ bảo của vừa tốt nhưng phá thì vừa tốt nữa không bảo. Thế này nên nói chuyện của bên tại người. Của bên tại người nên làm sao mà nó vừa phải thôi. Bây giờ thì các anh giúp đâu chú là cách sử dụng. Đấy. Mở ra sao? Khi ông tắt điện anh mất điện đúng không? Ông phải như nào? Ông mở to nhỏ nào và còn ông canh chỉnh nhẹ thế được rồi, hẳn thế rồi. Nếu không thì là chú lấy một cái điện thoại xong là cháu hướng dẫn cho chú quay đi. Quay một đoạn sau đó thì là... chỉnh như cái nhà này, số này, những cái tần số này, những tần số đẹp nhất. Đẹp nhất rồi, lý tưởng nhất rồi. Vì mỗi nhà nó cũng có không gian. Nhà này thì nó chỉ thế này thôi, nhưng giờ to hơn tí cũng được, nhưng mà nó vừa phải thôi chứ. Vì nhà nó cũng được. Thì thực tế nó không dồn, nó cháu dìm bát đi rất nhiều. Cháu tăng chép lên nó mới được cái tính như thế. Chứ còn nhiều cái nhà ấy, thì người ta cứ như để cân bằng nó, hay là những nhà chúng nó phải tăng nhiều chép lên mà dìm bát đi. Mới được cái chất lượng vậy. Bát chép này là được rồi. Thôi rồi. Hay thế, thế là bây giờ là ví dụ như là tắt mở là mình tắt nguồn đây đúng không? Nguồn đây đúng không? Ông phải về công suất rồi mới tắt nguồn. Không ạ, nếu mà bây giờ chúng ta tắt nhá, thì đầu tiên chúng ta phải chọn con sốt trước. Đúng rồi. Chọn sốt trước, bởi vì nếu mà chúng ta đẩy trước thì nó sẽ có cái tiếng nổ đúng không? Nó có tiếng nổ, thế nên là chúng ta. Có nghĩa là trầm này trầm điện, nó có mạch công suất nó sẽ lấy tín hiệu từ đẩy lên ra. Chúng ta nguồn cháu về con sốt này trước này, ở đây. Chúng ta tắt nguồn thôi đúng không? Tắt nguồn thôi. Không cần tắt gì cả. Nếu mà muốn nghe bát nhiều lên nó ù xì lên kiểu như bọn nó đánh cấp 3 thì bạn lên anh nhá. Đằng sau nó có sẽ hai cái nút này nó chỉnh đúng không? Cái nút này là âm lượng của nó này, cái nút này tần số, có nghĩa là cái tần số này thì để nguyên cho cháu. Nếu bạn qua 12 giờ thì cái thằng này nó sẽ đánh như một cái loa bát, nó sẽ ra cái lời ca sĩ ra ngoài này, nên là chú để nguyên cái này. Còn như cháu chỉnh trong cái phòng nhà chú là kể cả chú nghe nhạc nhỏ mà nhạc này, cái này để nguyên đi, chỉ cần tắt cái này xong. Đấy, tắt ạ. Còn nếu mà to thì chỉ dưới đúng không? To thì chưa. Còn cái thằng này nó còn linh tín hiệu đẩy, nó sẽ thằng đẩy nó to thì thằng này nó cũng to theo. Đấy. Thật ra là mình cũng không cần to ở đấy. Có nghĩa là mình chỉ tắt nguồn đây thôi. Chú hiểu đơn giản là cháu là chú tắt nguồn. Còn cái này sau đấy là chú tắt cho cháu tiếp là cái mic nhá. Cái mic này nó là cái nguồn, nó là nguồn chậm. Thì chú sẽ phải giữ tầm khoảng 2 đến 3 giây xong chú nhả cái ra. Chú nhả cái ra cho nó sẽ mất. Sau khi nó mất thì đấy, khi mà chú bật thì cũng giữ 2 đến 3 giây thì nó sẽ hiển thị hết lên. Đó, thế nên là nhiều lúc đóng mở chưa? Một số bác có bảo ơ thế sao anh mà nó không được, nhưng mà hóa ra là chú ấn ấn vào người người đây là ngay. Vâng ạ, anh em chúng ta đã cài đặt cũng như là setup xong bộ dàn karaoke cho nhà Sung. Văn Lâm Hưng Yên, là trại của Văn Lâm, chỉ đạo Văn Lâm Hưng Yên.
À, tiêu chí của chú hôm nay chú qua trực tiếp tại Zino luôn là một chữ tiêu chí nhỏ gọn nhưng phải nghe nhạc hát karaoke được, và cặp loa C12 chính là ứng cử viên, chính là sự lựa chọn cho cái bộ đàn âm thanh của chú ngày hôm nay. Và để mà phối ghép một bộ đàn nghe nhạc hát karaoke hoàn chỉnh thì chúng em đã setup với hệ thống đẩy nhiệt vang đấy 22 mới nhất năm 2024, rất nhiều chế độ nghe nhạc hát karaoke cho các bác nhỏ gọn. Với những cái sản phẩm công nghệ bây giờ thì các bác chỉ cần một chiếc đẩy nhiệt vang số như thế này là các bác hoàn toàn có thể nghe nhạc giải trí hát karaoke, và rất nhiều chế độ như là rất dễ sử dụng cho các bác nghe. Một cụm mic không dây cái ba một và một loa siêu trầm S1200. Và bác nào đang tìm kiếm những bộ dàn âm thanh mà trong tầm tài chính đầu tư dưới 30 triệu, các bác tham khảo bộ dàn ngày nay. Đây là chú đầu tư của bộ dàn ngày nay. Trước tiên là cháu cảm ơn các chú rất nhiều, hôm nay đã vượt chút thời gian là qua tiếp đại trên đài cho trải nghiệm. Sau khi chú đã lựa chọn về và chú nghe tại không gian nhà mình cũng như là chú hàng xóm khác cạnh, thì chú cháu một cái lời nhận xét bộ dàn này chú thấy thế nào? Nói bộ dàn này thì mình cũng nghĩ thì theo cái lựa chọn của mình đúng không? Dạ vâng. Thế thì cũng qua cái sự lựa chọn em tôi đi xem hàng thì là dạ. Mà anh em về lắp đặt, cảm dạ. Cảm ơn anh em tìm công ty. Dạ vâng. Mình rất là thoải mái. Thoải mái và ông nghĩ về cái bộ dàn, về cái chất nhạc của bộ dàn mà chú lựa chọn. Thì chú hàng xóm thì chú cho đóng một cái lời nhận xét là chú hát thử thì chú thấy bộ dàn chú Sùng ở đây lựa chọn thì chú thấy thế nào? Tôi thấy là Sùng cũng lựa chọn công ty là cũng được. Những cái được hơn tôi mong muốn nữa là cái sau lắp đặt là bảo hành. Nếu các anh mà làm được tốt cái việc bảo hành thì tôi tín được lâu dài và chúng tôi tin tưởng, đúng không? Có nghĩa rồi còn đấy. Nhưng mà đầu tiên thì là đúng rồi, nhưng mà sau này bảo hành, đúng không? Thì đấy là những cái quan trọng nhất của gia đình mong muốn. Thì bên cháu cũng luôn luôn tiếp thu các ý kiến của các chú để làm sao công ty ngày càng phát triển, đấy. Ngày càng uy tín hơn và các chú ở đây mà sử dụng sản phẩm cũng thấy uy tín, ok thì các chú cũng giới thiệu giúp. Đấy, rồi cái này thì người ta tự thế thôi, đúng không ạ? Bây giờ cái dàn của mình hát mà nó nghe ngọt ngào mà nó âm thanh chuẩn, ví dụ như thế. Thì là người ta tự đến, mình giới thiệu cũng là một phần thứ hai, người ta tự đến, đúng không? Đấy là một phần đại lý, nó là như thế. Còn khách hàng thì nó lựa chọn thì người ta không nghĩ, người ta lấy mời người ta về chân cũng là một phần. Thứ hai là cái tâm lý người ta cảm thấy nó thoải mái hơn tí, người ta đến đấy, đúng không? Đấy là cái yên tâm tư tưởng như thế. Đi ra thẳng chào này. Đấy, xong rẽ lên quốc lộ 37 đấy đúng không? Xong ra chỗ dâu keo đấy. Ông đi lại quay lại đằng nào. Cái đầu ghi không đi thẳng lên. Vì tôi làm đo đài trên dâu keo rồi, tôi biết. Cảm ơn xin chào nhé. Vâng. Chào chú ạ. Dạ chào chú. Nè con. Đây là toàn bộ toàn cảnh bộ dàn âm thanh ngày nay chúng em sẽ đặt cho gia đình nhà chú Sùng ở Hưng Yên. Em cũng xin tạm dừng cái hành trình lắp đặt cái bộ dàn âm thanh ngày hôm nay tại đây và sẽ hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những hành trình tiếp theo, trong những video tiếp theo. Và các bạn đang tìm kiếm những bộ dàn âm thanh cứ tham khảo những cái hành trình chúng em đi lắp đặt, làm sao cho em cũng như là đội ngũ kỹ thuật của Zika sẽ tìm cho các bác một bộ dàn ưng ý nhất trong tầm tài chính đầu tư nghe nhạc giải trí hát karaoke. Tạm biệt các bác.